hàng nghìn người dân ở Brazil đã đổ về các cơ sở y tế tại bang São Paulo từ sớm, xếp thành hàng dài để chờ tiêm vaccine phòng chống sốt da vàng. Động thái này diễn ra sau khi Bộ Y tế Brazil thông báo về việc gia tăng số trường hợp tử vong vì bệnh dịch này. Thông báo mới nhất của các trung tâm y tế São Paulo, thành phố đông dân nhất quốc gia Nam Mỹ, xác nhận từ đầu năm 2018 đến nay đã có 40 người dân địa phương mắc bệnh sốt vàng da, trong đó 21 trường hợp tử vong, tăng 9 ca so với con số được đưa ra vài tuần trước. Thành phố São Paulo chưa bao giờ là khu vực tiêm chủng, trừ phi người dân đi tới những nơi có nguy cơ cao. Tuy nhiên, có một con khỉ bị chết trong rừng Forest Gardens, nên chúng tôi mới triển khai chương trình này để đề phòng. Mặc dù vậy, người dân ở đây vẫn tỏ ra vô cùng hoang mang. Tôi rất lo lắng bởi chúng tôi sợ rằng có nhiều thông tin mà họ vẫn đang che đậy và không nói với chúng tôi. Họ nói rằng chỉ có một con khỉ bị chết vì dịch sốt này, nhưng liệu có đúng như thế không hay nhiều hơn? Cùng lúc đó, chính quyền bang Minas Gerais, bang lân cận São Paulo cũng ghi nhận 9 trường hợp tử vong vì sốt vàng da từ tháng trước đến nay. Trước nguy cơ bùng phát dịch trên, Bộ Y tế Brazil thông báo chương trình tiêm vaccine phòng bệnh cho 19,7 triệu người dân, dự kiến thực hiện từ ngày 3 tháng 2 tới tại các bang Rio de Janeiro, São Paulo và Bahia. Trước đó vào cuối tháng 10 năm 2017, chính quyền Brazil đã tăng cường hỗ trợ hoạt động tiêm phòng tại nhiều trung tâm y tế sau khi nhận được thông báo về việc hàng chục con khỉ chết vì nhiễm virus sốt vàng da tại một số công viên, khu rừng xung quanh São Paulo. Sau đó, các nhà chức trách nước Nam Mỹ quyết định đóng cửa những công viên này và cho phép mở cửa trở lại vào ngày 10 tháng 1 vừa qua. Được biết, trong đợt bùng phát sốt vàng da năm 2016, có tới 261 người tử vong vì loại virus này.